Đúng Tết Ông Táo 23 tháng 12 âm lịch, Ngọc Hoàng Ban Lộc, 4 con giáp 99% trúng số độc đắc, tiền tỷ quân thân, của cải đời dân, trang hoàng nhà cửa đón Tết Linh Đình. Lễ cúng Ông Công Ông Táo là một trong những lễ cúng quan trọng trong dịp trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có nhiều người còn chưa hiểu rõ về nguồn gốc cũng như ý nghĩa của phong tục lâu đời này. Theo sử tích dân gian Việt Nam, hàng năm, vào ngày 23 tháng Chạp, Táo Quân sẽ cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc lớn nhỏ xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng. Cho đến đêm giao thừa, Táo Quân sẽ quay về hạ giới để tiếp tục công việc trông coi bếp lửa của các gia đình. Táo Quân có nguồn gốc từ ba vị thần Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ của Lão Giáo, Trung Quốc, nhưng được người Việt cổ chuyển hóa thành sự tích Táo Quân, bao gồm ba vị là thần đất, thần nhà, thần bếp núc. Tuy vậy, người dân vẫn quen gọi chung là Táo Quân hoặc Ông Táo. Theo lịch âm dương, Tết Ông Công Ông Táo năm nay rơi vào thứ Sáu, tức ngày mùng 2 tháng 2 năm 2024 dương lịch. Trong ngày này, có 4 con giáp được Ngọc Hoàng gọi tên, xui xẻo qua đi, trúng số độc đắc, kiếm tiền siêu đỉnh đón năm mới cát tường. Vậy đó là 4 con giáp nào? Hãy theo dõi đến cuối video để nắm bắt được nhé! Đúng Tết Ông Táo 23 tháng 12 âm lịch, Ngọc Hoàng Ban Lộc, 4 con giáp 99% trúng số độc đắc, tiền tỷ quân thân, của cải đầy sân, trang hoàng nhà cửa đón Tết Linh Đình. Tuổi Dậu là con giáp đầu tiên được Ngọc Hoàng Thượng Đế Ban Lộc, xua đuổi mọi vận xui đón năm mới ngập tràn lộc lá. Dậu thân mến, lại sắp 2024 rồi, sắp đến một năm mới, một đợt tiết khí mới, một đợt xoay chuyển mới của vận thế của đất trời. Có người thịnh chuyển suy, cũng lắm khi suy chuyển thịnh, và lắm lúc quá chán nản trong cuộc sống, ở những thời khắc bế tắc nhất. Những gì bạn cần chỉ là một người nói với bạn rằng, bạn sẽ ổn thôi, tôi tin ở bạn. Khi đó bạn sẽ thấy có động lực, có năng lượng để làm những gì mà bản thân bạn tin tưởng. Còn nếu không có, đi vào nhà tắm, rửa mặt thật sạch, nhìn vào trong gương, đấy là người duy nhất sẽ giúp bạn, sẽ không bỏ rơi bạn trong bóng tối, sẽ luôn ở cạnh bạn trong mọi niềm vui, nỗi buồn. Luôn động viên bạn trong từng giọt thăng trầm. Được biết tới là một con giáp thông minh, vui vẻ, hài hước, không có gì lạ khi cuộc đời của Dậu đầy những niềm vui. Không những thế, họ còn thông minh, rất được lòng mọi người. Song họ cũng là người biết giấu đi những cảm xúc thực sự của mình, khiêm nhường chứ không thích khoa trương. Tử vi dự báo ngày 23 tháng 12 âm lịch, vận may sẽ tới với người tuổi Dậu. Con đường tài vận của họ cực kỳ lý tưởng, tiền bạc dồi dào không kể xiết. Nhờ trí tuệ tuyệt vời, con đường tài lộc, quan lộ của Dậu sẽ càng thanh thang, rộng mở. Công việc của người tuổi Dậu trong ngày này sẽ phát triển thuận lợi. Công việc cuối năm đến từ những nỗ lực và hy sinh của bản thân trong thời gian qua mang lại những kết quả xứng đáng. Đồng thời, sự ghi nhận của đồng nghiệp, cấp trên và gia đình là niềm vui lớn mà bạn sẽ nhận được. Đối với phần thưởng Tết, tuổi Dậu không nên vội sử dụng số tiền đó để đầu tư vào các loại hình kinh doanh hoặc đầu tư tài chính nói chung. Đây chưa phải thời điểm thích hợp để tài lộc rót vào túi. Bởi vậy, trước những lời chào mời hay giới thiệu của người quen về đầu tư, bản mệnh cần xem xét kỹ lưỡng. Ngày này, lục bạch nhập cung chính bắc, nhờ sự linh hoạt và nhạy bén của mình, mệnh chủ nhanh tay nắm bắt được cơ hội phát tài, đem lại cho bạn một khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Nhất là những người có quyết tâm lớn trong việc cải thiện tài chính thì sẽ có thể đạt được trong ngày này. Ngay bây giờ là tử vi từng tuổi Dậu may mắn trong ngày Ông Công Ông Táo 23 tháng 12 âm lịch. 1. Tuổi Đinh Dậu 1957. Ngày này sức khỏe của bạn cũng đang được cải thiện rất tốt. Tuổi Đinh Dậu rất coi trọng việc rèn luyện bản thân đều đặn và giờ bạn có thể hưởng lợi từ thói quen tốt này. Không khó để bạn nhận thấy được sự thay đổi tích cực về sức khỏe của mình. Hãy kết hợp thêm chế độ ăn uống lành mạnh, giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng nhé. 2. Tuổi Kỷ Dậu 1969. Được cả ấn quan che chở, tuổi Kỷ Dậu có những bước tiến mạnh mẽ hơn trong công việc hiện tại. Có nhiều cơ hội đến với bạn trong hôm nay, ngày 23 tháng 12 âm lịch. Bạn có thể căn cứ vào năng lực để đưa ra lựa chọn cho phù hợp. Tuy nhiên, bạn không nên
đứng núi này trông núi nọ, kẻo bỏ lỡ thời cơ quý giá. Cuối cùng sôi hỏng bỏng không. 3. Tuổi Tân Dậu 1981. Công việc hiện tại của bạn đang có dấu hiệu rất tốt. Vận tài chính nhờ đó cũng tăng lên. Tiền bạc rủng rỉnh nên con giáp này có thể thoải mái chi tiêu. Hơn thế nữa, các hợp đồng được ký kết mang lại cho bạn rất nhiều lợi nhuận. Đối với ai kinh doanh thì khách hàng ra vào nườm nượp, doanh thu cũng tăng lên đáng kể. Còn bây giờ là một số lưu ý khi dành cho tuổi Dậu khi cúng ông Công ông Táo. Cúng ông Công ông Táo là một nét văn hóa phong tục của người dân Việt Nam được lưu truyền từ bao đời nay. Tuy nhiên, trong quá trình làm lễ cúng, nhiều người do không hiểu rõ về tập tục này nên có những hành vi không đúng. Dưới đây là 3 sai lầm cần tránh khi cúng ông Công ông Táo. 1. Cúng ông Công ông Táo dưới bếp. Đây là sai lầm khi cúng ông Công ông Táo mà nhiều người mắc phải, vì họ nghĩ rằng ông Công là thần thổ công nên cần được cúng trên bàn thờ chính trong nhà, còn ông Táo trông coi việc bếp núc nên cúng ở dưới bếp. Nên vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, một số gia đình chuẩn bị 2 mâm cỗ cúng để đặt trên bàn thờ gia tiên và đặt ở dưới bếp. Tuy nhiên, theo chuyên gia tâm linh thì việc cúng lễ như vậy là hoàn toàn sai. Việc làm mâm cúng phải được đặt tại bàn thờ gia tiên hoặc có một bàn thờ táo quân riêng chứ không nên đặt tại bếp. Vì bếp là nơi nấu nướng nhiều dầu mỡ, không được sạch sẽ, nên việc cúng lễ ở đây sẽ thiếu đi sự sang trọng cần có. 2. Cúng tiền âm phủ. Khi cúng ông Công ông Táo, gia chủ tuyệt đối không nên đớp tiền âm phủ, vì ông Công ông Táo là thần tiên chứ không phải là vong hồn người âm. Ngoài ra, vào ngày này, nhiều người còn bỏ ra một số tiền lớn lên đến hàng triệu đồng chỉ để mua vàng mã về đốt với niềm tin mâm cao cố đầy thì sẽ được ban nhiều tài lộc, xóa bỏ những việc xấu trong năm. Thế nhưng đây là một hành vi hoàn toàn sai lầm vì nó không mang lại lợi ích gì mà lại còn gây ô nhiễm môi trường. 3. Quan niệm sai lầm cúng càng nhiều lễ vật càng tốt. Nhiều gia đình có quan niệm rằng cúng càng nhiều lễ vật thì sẽ được táo quân ban càng nhiều phước lành. Tuy nhiên, đây là quan niệm không đúng, gây lãng phí, tốn kém tiền của không cần thiết. Mâm cúng ông Công ông Táo không cần chuẩn bị quá cầu kỳ, mà miễn sao thể hiện được sự thành tâm của gia chủ với các vị thần cai quản đất đai và thần cai quản nhà bếp. Gia chủ cần chuẩn bị lễ vật sau: cá chép, gà luộc, xôi hoặc bánh chưng, bát canh, đĩa xào, đĩa hoa quả, tiền vàng, trầu cau, nước, rượu, trà. Lưu ý khi làm lễ cần phải thành tâm kính cẩn, ăn mặc kín đáo, trang nghiêm, đọc văn khấn to, rõ ràng. Sau đây là con giáp may mắn tiếp theo. Tuổi Thìn là con giáp thứ 2 trúng số độc đắc, tiền tỷ quân thân, đón Tết Linh Đình. Thìn hãy nhớ, không bao giờ được quên lý do bắt đầu. Càng trải đời, chúng ta càng nhận ra rằng trong bất cứ việc gì cũng có khó khăn của nó, kể cả lúc thuận lợi cũng có những lúc trở ngại về tinh thần. Thế nên mỗi khi gặp một cục đá ngáng đường, dù thế nào cũng hãy nghĩ về lý do bạn đã bắt đầu. Mệt mỏi trên con đường theo đuổi thành công ư? Hãy nghĩ về lúc ta bắt tay vào thực hiện những điều nhỏ bé, và nay ta đã tiến xa được đến mức nào? Chán nản vì tình cảm càng lâu càng nguội lạnh ư? Hãy nghĩ về lý do vì sao ta yêu họ, vì con người họ đáng yêu hay chỉ vì họ là người chân thành nhất, yêu thương bạn nhất. Nếu bây giờ họ không được như thế là vì chính bạn cũng đã thay đổi. Vì thế muốn họ dễ thương như xưa thì bạn cũng phải làm điều tương tự, không thể đòi hỏi từ một phía. Người tuổi Thìn thường rất trung thành và chân thành đối với gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Họ thường tạo ra mối quan hệ lâu dài và gắn kết với những người mà họ quan tâm. Thìn có xu hướng cống hiến và chịu trách nhiệm trong công việc và cuộc sống. Họ là người có tinh thần lao động mạnh mẽ và sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm của mình một cách nghiêm túc. Người tuổi Thìn thường có cái nhìn thực tế và có khả năng đưa ra quyết định dựa trên sự thực tế và logic. Họ được đánh giá cao vì tính đáng tin cậy và khả năng giữ lời hứa của mình. Họ thường có tính kiên nhẫn và kiên trì trong đạt được mục tiêu của mình. Họ không dễ bỏ cuộc khi gặp khó khăn và sẵn lòng làm việc chăm chỉ để đạt được thành công. Người tuổi Thìn có thể tỏ ra tự tin và quyết đoán trong quyết định của mình. Họ có niềm tin vào khả năng của mình và có thể đưa ra quyết định một cách dứt khoát.
mặc dù có tính cách kiên định, nhưng người tuổi Thìn cũng có thể thể hiện sự sáng tạo và linh hoạt trong việc giải quyết vấn đề. Họ có thể tìm ra các giải pháp độc đáo và khám phá các cách tiếp cận mới trong công việc và cuộc sống. Được cả ấn quan che chở, tuổi Thìn có những bước tiến mạnh mẽ hơn trong công việc hiện tại. Có nhiều cơ hội đến với bạn trong hôm nay, ngày 23 tháng 12 âm lịch. Bạn có thể căn cứ vào năng lực để đưa ra lựa chọn cho phù hợp. Tử vi 12 con giáp cho biết, ngày 23 tháng chạp, người tuổi Thìn sẽ gặp khá nhiều may mắn về phương diện tài lộc. Kể từ đây, con giáp này nên quan tâm nhiều hơn đến việc mở rộng các mối quan hệ, hình thành và vun vén những mối hợp tác làm ăn cũ, mới, tìm kiếm thêm người giúp đỡ mình, tài lộc sẽ ngày càng tăng. Được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Thìn không chỉ thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp, hiệu quả công việc vượt trội, mà còn có cơ hội nâng cao chuyên môn, năng lực cá nhân cũng được cải thiện. Con giáp này hoàn thành tốt những công việc đề ra và đang hưởng thụ thời điểm cuối năm vô cùng tuyệt vời. Do đó, bạn nên tập trung cho việc tích lũy kiến thức, học thật nhiều, không ngừng sáng tạo và không ngừng chứng tỏ bản thân. Tiếp theo là tử vi từng tuổi Thìn trong ngày Ông Công Ông Táo, một tuổi Giáp Thìn 1964. Trong ngày, tài vận của con giáp tuổi Giáp Thìn có nhiều thăng trầm khó khăn. Đó cũng là điều thú vị khi mà không phải việc gì cũng diễn ra theo kế hoạch. Quan trọng nhất là bản mệnh có đủ bản lĩnh để đối mặt với vấn đề xảy ra hay không, vì bạn luôn có lối thoát ngay cả trong tình trạng khó khăn nhất. 2. Tuổi Bính Thìn 1976. Ngày này lục bạch nhập cung chính bắc, nhờ sự linh hoạt và nhạy bén của mình, mệnh chủ nhanh tay nắm bắt được cơ hội phát tài, đem lại cho bạn một khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Nhất là những người có quyết tâm lớn trong việc cải thiện tài chính thì sẽ có thể đạt được trong tháng này. 3. Tuổi Mậu Thìn 1988. Mậu Thìn hãy nhớ thực ra, mọi thứ ban đầu có vỏ bọc khá khó khăn mà không phải ai cũng có thể đủ kiên nhẫn để tháo gỡ, thấy được sự lung linh bên trong đó. Thế nên chỉ cần không bỏ cuộc là tuổi Mậu Thìn cũng có thể thu về một chút tiền bạc cho mình trong ngày này. Đó có thể là thu nhập ngoài lương hoặc đơn giản là khoản đầu tư đang sinh lợi cho bạn. Còn bây giờ là lời nhắc mệnh dành cho Thìn trong ngày Ông Công Ông Táo. Liên quan đến các ngày lễ này, các chuyên gia phong thủy đã đưa ra một số lưu ý giúp các gia đình thực hiện nghi lễ truyền thống một cách trọn vẹn để đón nhận bình an, phước lộc cho gia đình. 1. Tránh tiến hành lễ cúng quá sớm hoặc quá muộn. Ngày 23 tháng chạp là ngày Ông Công Ông Táo về trời. Đây là mốc thời gian các gia chủ cần hết sức lưu tâm. Càng về cuối năm, công việc cần bận, song lễ cúng Ông Táo cũng không thể tiến hành quá sớm. Đặc biệt tuyệt đối không cúng đúng ngày rằm tháng chạp. Bên cạnh đó, các bạn cũng hết sức kiêng kỵ việc tiến hành lễ cúng quá muộn. Từ 11 giờ đêm ngày 23 tháng chạp trở đi được coi như bước sang ngày mới. Việc cúng ông táo sau thời điểm này sẽ bị coi là trái phong tục. Vì vậy, thời gian ổn thỏa nhất để cúng ông táo có thể sắp xếp sẽ từ ngày 21, 22 hay lý tưởng nhất nên tiến hành trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng chạp. Theo quan niệm dân gian, đúng thời khắc này, ông táo sẽ về trời diện kiến Đức Vua Cha Ngọc Hoàng. 2. Tránh sơ suất khi chuẩn bị đồ lễ. Mâm cao cỗ đầy không bằng thành kính chân tâm, tùy thuộc vào điều kiện của gia đình, mà các bạn có thể chuẩn bị mâm cúng chay hay mặn để dâng cúng ông táo. Theo điển tích dân gian, các táo gồm 2 ơ táo và 1 táo bà. Vì vậy, khi chuẩn bị đồ mã, ta nên chuẩn bị 3 bộ mã vàng, với mũ áo cho cả 3 vị. Sau khi lễ cúng ông táo kết thúc, trang phục vàng mã sẽ được hóa dâng. Tùy vào phong tục của địa phương mà khi cúng ông táo sẽ dâng ngược vàng mã, có đủ yên cương hay chuẩn bị 3 con cá chép thật hoặc bằng giấy để dâng thỉnh làm phương tiện cho các táo quân về trời. Số lượng cá chép được khuyến nghị là 3 con, tránh dâng quá ít hay quá nhiều. Với gia chủ có ý định cúng ông táo kết hợp làm phóng sinh, cần nghiên cứu, lựa chọn kỹ địa điểm phóng sinh cho tối ưu nhất. 3. Tránh đặt mâm lễ cúng ở khu vực bếp. Đây là một trong những điều kiêng kỵ khi cúng ông táo mà các gia chủ cần hết sức lưu tâm. Theo điển tích, ông táo vốn là vị thần trông coi bếp. Nhiều gia chủ từ tích này mà cho rằng có thể đặt mâm cúng nơi bếp mà không phạm phải điều gì. Tuy nhiên, xét về cả điển tích và tâm linh, ta đều thấy ông công chủ
về cai quản đất đai, ông Táo lại quản về bếp núc. Hơn nữa, việc thờ cúng luôn cần tiến hành ở nơi trang trọng tôn nghiêm. Trong khi đó, bếp dù được vệ sinh sạch sẽ cũng không thể có được không gian tâm linh tối cao như tại ban thờ, thể hiện rõ nhất lòng thành và sự hướng nguyện của con người tới chư vị thần linh tiền tổ. Sau đây là con giáp may mắn tiếp theo. Tuổi Tỵ là con giáp thứ 3 được ơn ban lộc giàu sang, đón Tết 2024 thịnh vượng ngập tràn. Tỵ hãy cứ nhớ thời gian là thứ Tỵ cần trong cuộc hành trình bỏ tâm bỏ sức vào công việc để tạo ra được sự khác biệt cho khách hàng đồng nghiệp nhận ra. Nên nếu bạn chưa chứng tỏ được điều đó, hãy thong thả tiếp tục bền chí và kiên tâm, không vội vàng, cứ nhẹ nhàng, đất trời ắt không phụ người có tâm. Nhân gian sẽ cho Tỵ đạt được cái tầm tương xứng với những công sức nỗ lực mà bạn đã gửi vào trong dòng đời. Có phải thôi, người tuổi Tỵ thường rất thân thiện, dễ gần và có tính cách hòa nhã. Họ dễ dàng tạo ra mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Họ thường có trực giác và nhạy bén trong việc cảm nhận và hiểu người khác. Họ có khả năng đọc hiểu cảm xúc và suy nghĩ của người khác. Người tuổi Tỵ thường rất tình cảm và chân thành. Họ đặt tình yêu và quan tâm vào mối quan hệ và sẵn lòng giúp đỡ người khác trong thời gian khó khăn. Người tuổi Tỵ thường có khả năng sáng tạo và đam mê nghệ thuật. Họ có thể có năng khiếu về âm nhạc, hội họa, văn chương hoặc các lĩnh vực sáng tạo khác. Tỵ thường rất kiên nhẫn và đáng tin cậy. Họ có thể đối mặt với khó khăn và vượt qua thử thách để đạt được mục tiêu của mình. Tử vi dịp Tết ông Công ông Táo 23 tháng 12 âm lịch, cuộc sống của tuổi Tỵ có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu như thời gian trước gặp nhiều khó khăn thì ngày nay khởi sắc đáng mong chờ. Cụ thể vào ngày này công việc tuổi Tỵ bất ngờ lội ngược dòng, mọi thứ đều suôn sẻ thuận lợi, kéo theo nhiều hỷ sự khác và đương nhiên tài vận cũng dồi dào hơn. Vào giữa ngày tuổi Tỵ sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện để tuổi Tỵ tìm được hướng đi mới. Ngày này để môi trường trong gia đình lành mạnh thì bạn nên cố gắng hiểu tính cách mỗi người một chút. Khi đó bạn sẽ dễ cảm thông hơn, hạn chế được những tranh cãi không đáng có. Nghỉ ngơi, nạp năng lượng tích cực là điều con giáp tuổi Tỵ cần làm trong ngày này. Chọn lựa môn thể dục phù hợp giúp bạn gạt bỏ những mệt mỏi và có thêm động lực. Tiếp theo là tử vi từng tuổi may mắn trong ngày Tết ông Công ông Táo. 1. Tuổi Ất Tỵ 1965. Điểm sáng của tuổi Ất Tỵ ngày này đó là tình hình tài chính khởi sắc, thậm chí bạn nhận được thành quả tốt từ việc làm ăn, đầu tư trước đây. Nhìn chung bản mệnh không gặp khó khăn về tiền bạc. Lục Bạch nhập cung chính bắc, nhờ sự linh hoạt và nhạy bén của mình, mệnh chủ nhanh tay nắm bắt được cơ hội phát tài, đem lại cho bạn một khoản lợi nhuận không hề nhỏ. 2. Tuổi Đinh Tỵ 1977. Ngũ hành xung khắc xuất hiện trong ngày này cũng là một trong những tác nhân khiến người tuổi Đinh Tỵ dễ nóng nảy với một nửa của mình hơn, thậm chí hay giận hờn khi thấy đối phương không đủ quan tâm tới mình. Thời gian này bản mệnh dễ cảm thấy khó chịu vì những điều hết sức nhỏ nhặt. Thực ra điều này xuất phát từ cảm giác không tự tin, thiếu an toàn của bạn mà thôi. Đôi khi lỗi lầm không nằm ở người ấy. 3. Tuổi Kỷ Tỵ 1989. Nếu bạn tạm thời không thể thu xếp để cân bằng gia đình và sự nghiệp thì nên trò chuyện cùng nửa kia để người ấy thấu hiểu và thông cảm cho mình. Khi vợ chồng đã hiểu được nhau thì chuyện khó khăn gì cũng có thể giải quyết. Chính ấn tương trợ, công sức của bản mệnh bấy lâu nay được đền đáp xứng đáng. Những công hiến của bạn cho tập thể được lãnh đạo đánh giá rất cao. Đối phương có thể cân nhắc trao cho bạn cơ hội thăng chức tăng lương. Còn bây giờ là lời nhắc mệnh dành cho tuổi Tỵ trong những ngày này. Liên quan đến ngày lễ này, các chuyên gia phong thủy đã đưa ra một số lưu ý giúp các gia đình thực hiện nghi lễ truyền thống một cách trọn vẹn để đón nhận bình an, phước lộc cho gia đình. 1. Tránh phóng sinh cá chép sai cách. Cá chép được dâng cúng dịp này theo quan niệm, được xem là phương tiện để tiến các táo về châu trời. Với ý nghĩa đó, cá chép được cúng cũng bao hàm ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Việc phóng sinh không thể tùy tiện hay bất cẩn. Khi thả cá, các bạn cần lưu tâm đến địa điểm mà sau khi thả, cá có thể tiếp tục sinh tồn. Cần đặc biệt tránh thả cá chép nơi ao tù nước đọng ô nhiễm, không phù hợp với sự phát triển sau đó. Ngoài ra, các bạn cũng cần lưu ý khi thả cá, hãy lựa nơi sát mặt nước nhất để thả,
không đứng từ trên cầu, trên đường, khu vực cao thả xuống, dễ khiến cá bị choáng hay chết. Tuyệt đối không quăng cả bao ni lông xuống nước, vừa thiếu thẩm mỹ lại ô nhiễm môi trường. 2. Kiêng kỵ khi cúng ông táo lại dâng tiền âm phủ. Nhiều người có quan niệm khi làm lễ cúng càng dâng hóa nhiều tiền vàng, chư vị thần linh càng chứng giám và ban cho nhiều tài lộc. Tuy nhiên, xét về xuất xứ, ông táo thuộc gói thượng giới trầu trời, được xem là bậc thần tiên chứ không phải âm vong, vong hồn người âm. Theo đó, cúng tiền âm phủ vào dịp này không chỉ gây lãng phí, ảnh hưởng xấu đến môi trường, mà còn phạm phải kiêng kỵ khi cúng ông táo vậy. 3. Một số món ăn kiêng kỵ khi cúng ông táo. Khi chuẩn bị mâm lễ cúng ông táo, ông công, các bạn cần tránh một số món ăn bị xem là kiêng kỵ, như các món làm từ thịt bò, thịt chó, thịt vịt, thịt ngan hay thịt chim. Với các gia đình có trẻ nhỏ, ta nên dâng lễ với gà luộc. Nếu có thể, hãy chọn con gà cổ mới lớn đang tập gáy là tối ưu nhất. Hàm ý thỉnh Táo Quân xin Đức Vua Cha Ngọc Hoàng ban cho con trẻ được hay ăn trong lớn, vẹn cả trí tuệ và thể chất. Ngoài ra, tùy vào điều kiện của mỗi gia đình, ta có thể cúng ông táo với mâm cỗ chay hay mặn đều được. Bên cạnh đó, hãy nhớ rằng, thờ cúng quan trọng nhất là lòng thành, tâm an, cho nên kỵ việc có suy nghĩ sai lệch, tà ác hay ích kỷ. Như vậy là đã phạm vào tội bất kính, không bảo toàn được ý nghĩa tốt đẹp của nghi thức thờ cúng. Sau đây là con giáp may mắn tiếp theo. Tuổi Thân là con giáp thứ tư may mắn trong ngày 23 tháng 12 âm lịch. Ông công ông táo cho lộc đón Tết 2024 thịnh vượng an lành. Thân hãy nhớ, bạn là bản mệnh làm thật, ăn thật, người thật, việc thật. Thân sẽ không có những thứ từ trên trời rơi xuống, cũng không có cái kiểu bản thân kém cỏi nhưng may mắn mà được lộc vào thân. Mọi thứ thân làm tự tín chủ sẽ phải hiểu về nó. Có trình độ, có chuyên môn, có nghiên cứu chuyên sâu tỉ mẩn, tận tâm trong công việc. Thêm uy tín, thêm sở lợi, thêm nhiệt thành và trân trọng đối tác đồng nghiệp đồng hành cùng. Trong cái đoạn ở hiện tại, quan hệ của thân đã chín, tài giỏi của bản thân đã đủ dày. Những họa hại và khó khăn cùng trắc trở với người đời đã dần được xử lý, không còn tác động ảnh hưởng. Ngành nghề họ theo đuổi đang có sự bùng nổ thời vận hành thông. Nên cái đoạn hiện tại cũng là lúc phù hợp để thân ngồi lại, ngẫm nghĩ và nhìn nhận cuộc đời mình một tí. Rồi sau đó đứng dậy mà tiếp tục cuộc đời. Người tuổi Thân thường rất nhanh nhạy và thông minh. Họ có khả năng nắm bắt thông tin nhanh chóng và hiểu sự vụ thế trong tình huống. Họ có tính linh hoạt và thích ứng với môi trường xung quanh. Họ có khả năng thích nghi với những thay đổi và thích thử thách mới. Người tuổi Thân thường có mắt sắc bén và khả năng nhận biết sự tinh tế trong nghệ thuật, thẩm mỹ và các khía cạnh đời sống. Thân có tính cách chân thành và tận tụy. Họ thường đặt lòng tin và quan tâm vào người khác và có thể là những người bạn đồng hành đáng tin cậy. Thân thường có tính cách nhân hậu và tình cảm. Họ có khả năng tạo mối quan hệ ấm áp và sẵn lòng giúp đỡ người khác khi cần thiết. Một số người tuổi Thân có thể thiếu quyết đoán trong việc đưa ra quyết định và thay đổi. Họ có thể cần thêm thời gian và suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Đúng Tết ông công ông táo 23 tháng 12 âm lịch, vận thế của tuổi Thân chuyển biến tốt đẹp. Phúc lộc thọ, ba ngôi sao đều chiếu tới tuổi Thân. Tuổi Thân nhớ kỹ, làm việc cho tốt, chăm chỉ, nỗ lực, rất có thể trong khoảng thời gian này, tuổi Thân làm nên sự nghiệp thuộc về mình. Tử vi ngày 23 tháng 12 âm lịch, người tuổi Thân về cơ bản đã hoàn thành xong một số kế hoạch. Đồng thời, họ cũng thay đổi phương thức hoạt động, có những mục tiêu ngắn hạn. Trong thời gian khoảng 7 ngày sắp tới, đường tài vận của tuổi Thân, hanh thông, nỗ lực được đền đáp. Sự nghiệp cũng thăng tiến, có thể nói là dệt hoa trên gấm. Một số tuổi Thân kinh doanh sẽ được thần tài nâng đỡ, phát triển không ngừng, tiền vào như nước, vui vẻ qua ngày. Tiếp theo là tử vi tuổi Thân may mắn trong ngày Tết ông công ông táo. 1. Tuổi Bính Thân 1956. Bắt đầu ngày ông công ông táo, 23 tháng chạp, cuộc sống của Bính Thân tràn đầy hy vọng, tài lộc sung túc, tương lai tươi sáng, tiền bạc ngày càng rủng rỉnh. Sức khỏe của Bính Thân được cải thiện rõ rệt trong ngày này. 2. Tuổi Mậu Thân 1968. Ngày này, người tuổi Mậu Thân được thần tài ban phát tài lộc, sự nghiệp ngày càng khởi sắc, công thành danh toại. Người làm công ăn lương có cơ hội được thăng chức tăng lương. Trong khi đó, người làm trồng trọt chăn nuôi cũng có mùa vụ bội thu, sản phẩm bán được mùa, được giá, thu hái bổn tiền.
3, tuổi Canh Thân 1980. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng hôm nay đường công danh sự nghiệp của tuổi Canh Thân sẽ có những bước tiến, thăng tiến thần tốc. Bản mệnh là người có năng lực nên được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao. Ngoài ra, cách đối nhân xử thế của bạn cũng rất được lòng mọi người xung quanh. Tuổi Canh Thân nên biết tận dụng cơ hội này để cố gắng phát huy tối đa khả năng của mình nhằm hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Còn bây giờ là lời nhắc mệnh dành cho tuổi Thân. Đưa ông Công ông Táo về trời là phong tục tâm linh quan trọng. Theo quan niệm dân gian, khi cúng cần lưu ý những điều kiêng kỵ sau đây. 1. Đặt mâm lễ tùy tiện. Nếu gia chủ có bàn thờ, táo quân ở dưới bếp thì có thể đặt mâm lễ cúng ở đây, song vẫn cần có một mâm lễ nữa ở ban thờ chính. Bởi theo quan niệm dân gian thì ông Công là thần thủ công, cai quản đất đai trong nhà. Cúng ông Công ông Táo thì phải chú ý điều này. Ngoài ra, xét theo ý nghĩa tâm linh thì việc cúng lễ phải được thực hiện ở nơi sạch sẽ, trang nghiêm nhất trong nhà. Bếp là nơi đun nấu, dù có lau dọn sạch sẽ đến mấy thì cũng vẫn là không gian sinh hoạt chung, không đủ trang nghiêm. 2. Không cầu xin tài lộc sung túc. Có rất nhiều người theo thói quen thường cầu xin được làm ăn phát đạt, tấn tài tấn lộc. Tuy vậy, táo quân lên thiên đình là để trình báo việc lớn nhỏ của hạ giới với Ngọc Hoàng, nên các gia đình chỉ nên khấn và cầu xin táo quân báo cáo tốt với Ngọc Hoàng là được. 3. Không thả cá chép từ trên cao xuống. Cá chép là phương tiện để táo quân về trời được xem như là biểu tượng của thần linh. Chính vì vậy, gia đình thả cá chép từ trên cao xuống hay bọc cá chép trong bao ni lông rồi thả xuống được xem như là hành động mạo phạm, mất ý nghĩa tâm linh. Cảm ơn quý tín chủ đã theo dõi Phú Quý Phát Tài. Còn bây giờ, xin chào, hữu duyên chúng ta sẽ còn gặp lại.